Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Trong ngày hôm nay, buổi sáng của ngày 5 tháng 10 năm 2022, kênh chúng mình lại tiếp tục gửi đến quý vị các bạn cập nhật cái tình hình chạy Pinote trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Thì các bạn nhìn trên cái số liệu hiển thị ở trên màn hình, các bạn thấy được rằng ngày hôm nay cái con số Pinote đã bị giảm so với ngày hôm qua. Hôm qua thì là số lượng Pinote đạt được 109.000, tuy nhiên hôm nay lại bị tụt xuống 108.000. Nó cũng lên lên xuống xuống thất thường như là thị trường chứng khoán Việt Nam vậy các bạn. Đó, thì hôm nay có những cái mới như thế nào thì các bạn có thể kéo xuống cái phần danh sách top 20 nước chạy nhiều Pinote nhất này. Thì hôm qua các bạn thấy cái tên Ấn Độ xuất hiện ở đây ở cái vị trí thứ 20, đẩy Bulgaria ra khỏi cái danh sách này. Tuy nhiên thì hôm nay Bulgaria lại nhảy lại được vào cái bảng xếp hạng, vào cái top thứ 20 này rồi, thì lại tiếp tục chắc là lại gạt Ấn Độ ra khỏi cái danh sách này. Thật sự là cũng hơi thất vọng với Ấn Độ, một đất nước tỷ dân, một nền kinh tế thì cũng được gọi là tương đối phát triển. Đấy, không thể so được với các cái nước như là Anh, Mỹ, Nhật, nhưng mà tuy nhiên thì họ có quy mô dân số lớn và cái nền kinh tế thì cũng không phải là quá bé, nhưng mà cái lượng Pinote chạy thì cũng hơi khiêm tốn. Ấn Độ và Indonesia cũng có một số anh em chia sẻ như vậy. Thì mình cũng có cái thắc mắc này, Indonesia gần 300 triệu dân, có khi giờ hơn rồi, mà lượng Pinote chạy không đáng kể. Thì mình cũng có nhảy vào các cái hội nhóm đào Pi của Indonesia để hỏi, nhưng mà thật sự thì đúng, cái câu trả lời nó tương xứng với cái số lượng nốt mà Indonesia sở hữu. Gần như là rất nhiều người hờ hững với việc chạy nốt, và có một số các anh em đào Pi ở Indonesia nhiệt tình trả lời, thể hiện cái quan điểm, có lẽ từ quan điểm cá nhân của họ suy ra cái quan điểm chung của những cái anh em đào Pi Network tại Indonesia, đó là việc họ bên họ quan điểm là chỉ với cái tâm thế đào coi để chờ ngày để bán thôi, chứ không suy nghĩ đến cái việc là đóng góp cho cộng đồng hoặc là có thể gia tăng cái việc tăng tốc độ đào bằng cái việc chạy nốt. Đó, mình nghĩ nó cũng hơi gọi là mang một tính chất cục bộ một chút. Rồi ok, quay trở lại với cái số liệu chi tiết của ngày hôm nay. Tổng cung của dự án này các bạn này, 99.990.390.083 Bitcoin còn lại ở trong ví của Bitcoin Team. Số lượng tài khoản đang trong phiên khai thác là 27.860.296 tài khoản. Đây là số lượng Pinote đã được download về để cài đặt trên máy tính này. 1,5 tỷ, con số rất là khủng khiếp. Đây là số lượng sổ cái các bạn nhé, 9.392.365 sổ cái, hay gọi là số khối. Đây là các cái giao dịch qua các cái số khối này. Các bạn nào mà chạy Pinote, các bạn có thể so sánh con số đấy với cái con số mà hiển thị ở trên màn hình Pinote trên máy tính chạy nốt các bạn này. Thì đây là 9.392.510. Đấy, các bạn xem cái thời gian này cái số khối được sinh ra một cách khá là nhanh. Đấy, cứ tầm khoảng 3-4 giây lại có một khối mới được sản sinh ra. Mình chưa nói đến cái phần này. Thì các bạn xem là ở đây nó sẽ có một cái độ trễ nhất định so với lại cái con số khối mà hiển thị ở trên Pinote. Bởi vì sao? Bởi vì là cái trang web này nó có cái độ trễ và nó không phải là trang web động, nó không cập nhật theo thời gian thực. Nghĩa là tại cái thời điểm mình vào trang web này để lấy số liệu làm tin cho các bạn ấy, thì các con số này sẽ đứng yên, nó không nhảy, không cập nhật liên tục theo thời gian thực. Đó, thì nó sẽ trễ hơn so với cái màn hình mà thể hiện Pinote theo thời gian thực ở trên Pinote. Các bạn xem đấy, trễ khoảng hơn 200 khối, nó không đáng kể. Thì chứng tỏ những cái số liệu ở trang web này với trang những số liệu mà Pico Team từ Pinote thể hiện ra nó cũng khá là tương đồng. Đó, thì cũng có nhiều anh em thắc mắc về cái số liệu này, liệu nó có chính xác hay không, nó chuẩn chỉnh hay không. Đấy, thì qua cái so sánh đấy của mình thì mình nghĩ là đáng tin cậy để chúng ta có thể tiếp tục theo dõi để nhìn nhận xem dự án đang phát triển như thế nào. Cái danh sách top 20 nước chạy nhiều Pinote nhất thì các bạn xem này. Đấy, thì chia là mấy nhóm đấy. Nhóm đầu tiên có 3 nước sở hữu Pinote ở mức độ là 3 5 con số,
Nhóm thứ hai là sở hữu Pinot ở mức độ 4 con số, gồm có Đài Loan, Mỹ, Nhật, Mông Cổ, Đức, Malaysia. Nhóm còn lại là nhóm sở hữu Pinot ở mức độ 3 con số thôi. Và tương ứng phía bên phải là phần trăm Pinot mà các nước đang nắm giữ. Trung Quốc không còn độc tôn nữa rồi. Bây giờ tổng số lượng của Pinot của Việt Nam và Hàn Quốc cộng lại đã bằng Trung Quốc đấy. Và chỉ còn lại hơn 1/6 miếng bánh chạy Pinot này dành cho các cái nước khác, trong đó thì có Nhật, Mỹ, Đài Loan là có vẻ nổi trội hơn cả. Tuy nhiên các bạn nên nhớ một điều rằng không phải là cứ chạy nhiều Pinot thì cái lượng bonus nốt sẽ được nhảy về cái nước đấy nhiều. Những cái nước này, những cái nước ở trong cái nhóm còn lại này, họ có thể chiếm cái phần trăm Pinot thấp, tuy nhiên những cái nốt của họ chất lượng đấy, toàn super nốt chẳng hạn. Super nốt những cái máy tính mà nó được chọn để làm những cái nốt chính chứ không phải là nốt phụ đấy. Thế nên nếu mà những cái nước này mà họ sở hữu những nhiều super nốt hơn đấy, ít nhưng mà chất hơn, thì thậm chí lại còn có thể chiếm ưu thế hơn những cái nước mà có nhiều Pinot như Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc này. Thế nên là đừng coi thường những cái nước mà nằm ở trong cái nhóm thiểu số này các bạn nhé. Rồi, chuyển sang cái bản đồ thể hiện sự phân bố Pinot trên toàn thế giới, thì các bạn có thể thấy được ba cái khu vực mà lượng Pinot phân bố đậm đặc nhất: khu vực Đông Á, Đông Nam Á, khu vực Châu Âu, khu vực nước Mỹ. Khu vực Đông Á, Đông Nam Á là nơi mà có sự góp mặt của Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, rồi thêm cả Malaysia, Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan. Có thể nói khu vực này đến một nửa các cái danh sách mà những nước chạy nhiều Pinot nhất thì khu trú ở đây rồi. Nên là sự phân bố tập trung Pinot ở đây đậm đặc là điều dễ hiểu. Kéo xuống phía dưới nữa thì các bạn sẽ thấy được một cái danh sách top 10 cái tài khoản mà có nhiều Pinot nhất, giàu Pinot nhất đấy. Rồi sẽ chuyển sang một cái bảng số liệu Excel để cho thấy cái lượng Pinot tăng giảm chi tiết trong ngày hôm nay như thế nào. Hôm nay là ngày 5 tháng 10, hôm qua là ngày 4 tháng 10. 4 tháng 10 thì có sự góp mặt của Ấn Độ, nhưng mà ngay hôm nay thì Bulgaria lại nhảy vào cái vị trí đấy rồi. Thì chúng ta sẽ lấy số liệu của số nốt của Bulgaria so với ngày hôm kia là 176, thì nó lại là đứng im, nó không tăng không giảm, thì chứng tỏ là Ấn Độ bị sụt xuống. Chứ còn Bulgaria thì vẫn cứ đứng đấy thôi, không làm gì cả, không tăng cũng không giảm. Ngày hôm nay thì số cái ô màu đỏ thì chiếm đa số, ô màu xanh thì rất ít, chỉ có Hàn Quốc là được 48 nốt tăng thêm, Nhật Bản 20, Anh tăng được 2, Hà Lan tăng được 2. Đấy, còn lại thì Mông Cổ không tăng không giảm, Singapore cũng thế, quần đảo Seychelles cũng vậy, Tây Ban Nha và Bulgaria cũng trong tình trạng là không tăng không giảm nốt nào. Còn lại thì giảm mạnh mẽ nhất ngày hôm nay thì là Trung Quốc với 273 nốt giảm, Việt Nam 114. Còn đáng kể nữa thì có Đài Loan giảm 53, Đức giảm 36, Malaysia giảm 17. Các cái nước này giảm dưới 10 thì mình không tính làm gì, nó ít. Và sum lại, tổng kết lại thì ngày hôm nay lượng Pinot giảm mất 443 nốt so với ngày hôm qua. Đó, một con số sụt giảm cũng tương đối là đáng kể. Rồi, và như vậy là kênh chúng mình đã tổng hợp xong những cái thông tin về tình hình chạy Pinot trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Kênh chúng mình sẽ cập nhật thường xuyên những cái thông tin về dự án P-Network, như là việc chạy Pinot, việc KIC, việc Minnet của cập nhật thông tin lên Minnet của dự án P-Network để gửi tới quý vị và các bạn hàng ngày. Rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại.